Nơi này mảnh đất Tây Nguyên, mình về xa lại nơi cà phê mặt trời, tìm người tên là Thích Minh Tuệ Trần Tu. Bước chân ngài dặm trường từ Bắc Chí Trung, đường miền Trung còn có cát trắng, với hàng dương sân người dân anh hùng chào đón bước chân của ngài. Dặm trường đi, dặm trường đi gian nan, vinh quang bước đi con đường đời nắng mưa. Nơi này gió lạo cát trắng, từ sáng đến trưa con đường làng sưởi ấm tâm can. Hình bóng người qua đây lưu lại những khoảnh khắc đông đầy, tìm người hình bóng xa vời. Thích Minh Tuệ, người là vì chân tu, là vì sao đẹp nhất giữa đời. Dặm đường ngài bước đi hiên ngang, nhìn trời cao thân thang mây trắng, nhìn ánh nắng trói trăng ven đường, nhìn lòng người thầm thầm bao la. Đường miền Trung cắt trăng phi lao, đường miền Trung với bao nhạt nhòa, đường miền Trung.